Vòng chung kết cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 đã đi qua nửa chặng đường với nhiều cuộc bứt phá thú vị. Kết thúc đêm chung kết 2, ba thí sinh đang tạm thời nằm trong nhóm tự tin gồm có thí sinh Lưu Hiền Trinh mã số 07 với điểm số trung bình sau 2 đêm 18,92, thí sinh Iyalin Ajun mã số 04 với số điểm trung bình sau 2 đêm 18,80, thí sinh Đinh Ngọc Thiện mã số 02, số điểm trung bình sau 2 đêm 18,72. Ba thí sinh đang tạm thời thuộc nhóm cố gắng: Trần Tuấn Hòa mã số 06 với số điểm trung bình sau 2 đêm 18,71, thí sinh Điệu Bích Thủy mã số 03 với điểm số trung bình sau 2 đêm 18,68, thí sinh Lê Quang Huy mã số 08 với số điểm trung bình sau 2 đêm 18,68. Và hai bạn đang tạm thời thuộc nhóm nỗ lực: Vũ Minh Trang mã số 05 với điểm số trung bình sau 2 đêm 18,66, Cao Công Nghĩa mã số 01 điểm số trung bình sau 2 đêm 18,53. Hãy đón xem đêm chung kết 3 tiếng hát truyền hình 2012 lúc 21 giờ thứ 6 26 tháng 10 2012, truyền hình trực tiếp trên HTV9.